Mỹ đáp trả đành thép các mối đe dọa hạt nhân của ông Putin. Điện Kremlin lên kế hoạch cải tổ toàn diện sau khi ông Putin tái đắc cử. Những vị trí chủ chốt nào sẽ bị thay đổi? Chặn Twitter hay không tiếp tục là câu hỏi khó ở Pakistan. Châu mỏ bị đánh cắp số lượng lớn, Syria tiếp tục chứng kiến mất điện nghiêm trọng. Tâm điểm thế giới, bùng nổ căng thẳng Mỹ-Trung trên đấu trường TikTok. Trong nước, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ hoàn thành vượt tiến độ. Hot team, giây phút giải cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu suốt 2 ngày đêm. Bắt khẩn cấp tài xế uống rượu gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong. Chuyển động sáng nay, miền Tây quay quát thiếu nước ngọt, các địa phương hiến kế. Tất cả sẽ được cập nhật trong tin sáng hôm nay. Năm thắng cảnh núi lửa Nam Ba Lan nằm trên địa bàn xã Buôn Chóa, huyện Crom Nô, tỉnh Đắk Nông, được phân bố ở độ cao khoảng 601 m so với mực nước biển. Cái tên Nam Ba Lan có nghĩa Năm là núi, Ba Lan là tên một loài hoa rừng. Cùng từ Nam Ba Lan có nghĩa là núi hoa Ba Lan. Hang động núi lửa Nam Ba có giá trị to lớn về mặt di sản địa chất, văn hóa, lịch sử, địa lý nơi đây bao gồm hệ thống hang động nằm rải rác phân bố xung quanh và được đánh giá là một trong những núi lửa có hệ thống hang động dài độc đáo bậc nhất khu vực đông nam á ngoài ra đây còn là nơi tập trung nhiều dân tộc anh em sinh sống và có bề dày văn hóa truyền thống hết sức phong phú và đa dạng Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định công nhận núi lửa Nam Palang, của huyện Krono, tỉnh Đắk Nông là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Đến nơi đây, ngoài việc tham quan, trải nghiệm và khám phá thắng cảnh, quý vị còn được thưởng thức những nét đặc sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số cũng như phong tục tập quán sinh hoạt của người dân địa phương. Xin chào quý vị đang đến với bản tin sáng ngày 15 tháng 3. Xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhà Trắng mới đây đã đáp trả đanh thép về các phát biểu đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thư ký báo chí Karin Jean-Pierre cho biết, Mỹ đánh giá những phát ngôn về chủ đề vũ khí hạt nhân của ông Putin là liều lĩnh và vô trách nhiệm. Phản ứng về bình luận của ông Putin, bà Jean-Pierre nói, Mỹ chưa thấy bất kỳ lý do nào để điều chỉnh tư thế hạt nhân của mình, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, luận điệu hạt nhân của Nga là liều lĩnh và vô trách nhiệm trong bối cảnh diễn ra cuộc xung đột với Ukraine. Bà khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bảo vệ người dân và lãnh thổ khỏi sự chiếm đóng của Nga. Theo báo cáo của Bloomberg, dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Điện Kremlin có thể thực hiện một cuộc cải tổ lớn về bộ máy chính phủ sau khi ông Putin tái đắc cử tổng thống trong năm 2024. Lần cuối diễn ra một cuộc tái cơ cấu nhà nước Nga trên quy mô lớn diễn ra vào năm 2020. Theo các nguồn tin, một phần của kế hoạch tái cơ cấu bao gồm chuyển đổi vị trí của ông Boris Kovachuk từ công ty tiện ích nhà nước Interrail sang lãnh đạo tập đoàn dầu khí và khí đốt khổng lồ Gazprom hoặc Rosneft. Ông Boris Kovachuk là con trai của ông Yuri Kovachuk, một đồng minh lâu năm và là bạn của Tổng thống Putin. Ông Boris cũng có khả năng được đề bạc làm phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng thay cho ông Alexander Novak, hoặc cũng có thể trở thành tân bộ trưởng năng lượng thay cho ông Nikolai Suginov. Bộ trưởng đồng nghiệp Nikolai Pastrushev có thể được thăng chức lên vị trí phó thủ tướng. Một vị trí quan trọng hơn có thể được dành cho đặc phái viên của ông Putin tại vùng Viễn Đông Yuri Trunev. Theo Bloomberg, giới tinh hoạt của Điện Kremlin đang sốt sắn tranh giành vị trí trong nhiệm kỳ mới của ông Putin. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không có thay đổi đáng kể nào trong lĩnh vực đối nội và ngoại giao. Cũng theo nguồn tin của Bloomberg, ông Mikhail Mishutin có khả năng vẫn giữ chức thủ tướng, trong khi Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Evira Nabilina sẽ tiếp tục giữ nguyên chức vụ. Các quan chức cũng đang chờ đợi để biết vai trò của Phó Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Năng lượng Alexei Novak và liệu Ngoại trưởng Sergei Lavrov, 74 tuổi, có được tiếp tục tại vị. Người dân Pakistan tiếp tục không thể sử dụng Twitter. Việc ngăn chặn được thực hiện từ ngày 17 tháng 2 liên quan đến cuộc bầu cử gây tranh cãi ở đất nước. Cấm đoán được cho là đang gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Người đàn ông Pakistan không thể truy cập Twitter sau khi một quan chức tố cáo nền tảng này phát tán thông tin giả liên quan tới cuộc bầu cử ngày 8 tháng 2. Từ ngày 17 tháng 2 đến nay, người dân gần như không thể vào ứng dụng ngoại trừ một thời gian ngắn. Các đồng minh của cựu thủ tướng Imran Khan đang bị cầm tù nói rằng cuộc bầu cử đó có gian lận tạo điều kiện cho đảng thân quân đội nắm quyền ủy ban bầu cử phủ nhận mọi hành vi thao túng nhưng không ít chuyên gia cho rằng cấm twitter là một phần trong kế hoạch che giấu những điều mờ ám ngay cả khi twitter được truy cập lại các nhà phê bình nhận định việc cấm đoán đã nêu bật không gian tự do ngôn luận chật hẹp ở quốc gia nam á vào đúng ngày bầu cử chính quyền đã cắt truy cập mạng di động trên toàn quốc với lý do an ninh trong chiến dịch tranh cử các nền tảng xã hội cũng khó truy cập nhiều ý kiến cho rằng Cấm đoán nền tảng xã hội đang gây bất lợi cho nền kinh tế do không ít doanh nghiệp dựa vào đó để tương tác với khách hàng và quảng cáo sản phẩm. Hiện nay, chính phủ mới đã thành lập và thủ tướng mới đã nhậm chức nhưng chưa có dấu hiệu nào rằng Twitter sớm được truy cập bình thường. Điều này cho thấy đây tiếp tục là câu hỏi khó trong nền chính trị đầy bất ổn của Pakistan. Nikkei Asia đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu đàm phán với các nước Đông Nam Á để sử dụng chung mã QR trong thanh toán, nhằm cho phép khách du lịch hai bên dễ dàng qua lại và mua bán. Theo kế hoạch, sáng kiến này sẽ giúp các hệ thống mã QR tương thích với nhau vào năm tài chính 2025, cho phép thanh toán không dùng tiền mặt ở các quốc gia khác nhau nên không cần phải đổi tiền. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã tổ chức các cuộc thảo luận với chính phủ và ngân hàng trung ương các nước Đông Nam Á. Hiệp hội thanh toán Nhật Bản, đơn vị vận hành hệ thống thanh toán mã QR chuẩn có tên JPQR, sẽ xây dựng một hệ thống mới vào năm 2024 này nhằm kết nối hệ thống mới với các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài. JPQR cho phép thực hiện thanh toán thông qua các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau bằng một mã dựa trên nền tảng duy nhất. Người tiêu dùng có thể mua hàng bằng cách dùng điện thoại thông minh quét mã QR. Một số quốc gia Đông Nam Á cũng có hệ thống thanh toán bằng mã QR tiêu chuẩn riêng. Năm quốc gia ASEAN gồm Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Philippines đã trao đổi bản ghi nhớ vào năm 2022 nhằm thống nhất hệ thống thanh toán mã QR chung. Việc sử dụng chung các dịch vụ thanh toán bằng mã QR đã bắt đầu ở một số quốc gia trên. Động thái của Nhật Bản hướng tới tăng cường quan hệ với ASEAN về an ninh kinh tế và dữ liệu. Điều này hy vọng sẽ nâng cao ảnh hưởng kinh tế ở Đông Nam Á nhằm cạnh tranh với Trung Quốc và Ấn Độ, những nước đang tìm cách mở rộng việc sử dụng nền tảng nội địa của họ để thanh toán kỹ thuật số thông qua điện thoại thông minh tại châu Á và châu Phi. Theo dữ liệu chính thức, phần lớn các vùng của Syria chỉ có điện khoảng 4 giờ một ngày. Nguyên nhân là cuộc nội chiến đã tàn phá ngành năng lượng, làm giảm 3 phần tư công suất, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân. Cô Anna, một cư dân ở thủ đô Damascus, đang làm hai công việc để nuôi ba đứa con sau khi chồng hy sinh trên chiến trường. Do thiếu điện, các thiết bị chỉ dùng làm đồ trang trí, lương thực cũng không thể giữ lâu. Tình trạng thiếu điện rất nghiêm trọng, tủ lạnh mỗi ngày chỉ hoạt động từ 1 đến 6 giờ. Ngay cả trong thời gian có điện thì cũng thường xuyên bị ngắt chỉ ổn định trong khoảng 30 đến 45 phút, không đủ thời gian để bảo quản thức ăn. Để tranh thủ thời gian, tôi dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị quần áo và đem giặt vào lúc có điện. Trước đây chúng tôi thường sử dụng dầu diazen và điện để sưởi ấm. Bây giờ thì không thể. Con cái của chúng tôi rất lạnh vào sáng sớm và muốn có thêm chăn ấm. Tôi đành phải xin lỗi chúng. Tôi làm hai công việc nhưng cũng không thể chăm sóc chúng đàng hoàng. Nhìn thấy bọn trẻ học giỏi và được đến trường là động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục sống và làm việc. Bộ điện lực Syria nói rằng tình trạng thiếu nghiêm trọng chủ yếu vì thiệt hại trong chiến tranh. Các nhà máy và mạng lưới điện bị hủy hoại. Trừng phạt kinh tế cũng cản trở công cuộc tái thiết cơ sở cung cấp điện. Mỹ chiếm đóng bất hợp pháp các mỏ dầu ở phía đông bắc, buộc chính phủ Syria phải dựa vào nguồn điện nhập khẩu do thiếu nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện. Được biết từ khi can thiệp quân sự trực tiếp vào Syria năm 2014, Mỹ đã gửi quân đến các khu vực nhiều dầu mỏ của nước này như tỉnh Hasaka phía đông bắc và tỉnh Deir ez-Zor phía đông. Tháng 8 năm 2023, Bộ dầu mỏ Syria cáo buộc Mỹ đánh cấp 83% sản lượng dầu. Sản lượng dầu trung bình hàng ngày của Syria khoảng 80.300 thùng nhưng 66.000 thùng bị lấy đi. Từ khi bắt đầu nội chiến năm 2011, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt và hạn chế kinh tế đối với Syria. Theo ước tính của UNICEF, 90% người dân ở Syria sống trong cảnh nghèo đói, hầu hết không thể trang trải chi phí hàng ngày hoặc không có đủ thức ăn. Nhiều gia đình đã cạn kiệt nguồn lực, việc làm hạn chế, giá cả tăng vọt và thiếu nguồn cung cơ bản. Đến với tâm điểm thế giới, Ngày 14 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu áp đảo thông qua luật buộc chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng TikTok là ByteDance phải bán toàn bộ vốn của chi nhánh đang hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ cho một công ty Mỹ. Nếu không, ứng dụng này sẽ bị cấm hoàn toàn tại Mỹ, nơi có đến 170 triệu người dùng. Quyết định này lập tức tạo một cơn địa chấn tranh cãi giữa các cơ quan lập pháp người dùng Mỹ và đặc biệt là phản ứng mạnh từ phía Bắc Kinh. Trước cuộc họp của Hạ viện Mỹ chỉ vài giờ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi lệnh cấm TikTok của Mỹ là một hành động bắt nạt, và hành động này chỉ sẽ mang lại thiệt hại cho Hoa Kỳ. Người phát ngôn Ung Văn Bân nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng, mặc dù Mỹ không tìm thấy bằng chứng về việc TikTok gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của họ như thế nào, nhưng họ vẫn chưa bao giờ ngừng xua đuổi TikTok. Những hành vi bắt nạt như vậy không bao giờ thành công trong một thị trường đề cao cạnh tranh công bằng mà chỉ sẽ làm gián đoạn hoạt động thị trường, làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và phá hoại trật tự kinh tế toàn cầu. Các quan chức lập pháp Hoa Kỳ từ lâu đã bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể buộc công ty mẹ của TikTok là ByteDance bàn giao dữ liệu được thu thập từ người dùng Hoa Kỳ. Họ cũng lo ngại rằng ứng dụng này có thể trở thành công cụ để Bắc Kinh truyền bá tuyên truyền, thông tin sai lệch hoặc gây ảnh hưởng đến người dân Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng và chính trị gia Mỹ khác nói rằng những lo ngại về an ninh quốc gia xung quanh TikTok vẫn chỉ là một kịch bản giả định, mặc dù có vẻ đáng lo ngại. Chính phủ Mỹ vẫn chưa công khai đưa ra bằng chứng, cho thấy chính phủ Trung Quốc đã truy cập dữ liệu người dùng TikTok ở Mỹ. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện được thông qua cực kỳ nhanh chóng. Điều này chứng tỏ sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Dự luật sau đó sẽ được chuyển tới Thượng viện. Trong bình luận mới nhất, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Wisconsin Mike Gallagher đã bác bỏ nhận định rằng dự luật là một lệnh cấm TikTok. Ông nói, dự luật thực chất là mang lại lựa chọn cho ByteDance. Chừng nào ByteDance không còn sở hữu chi nhánh tại Mỹ, TikTok có thể tiếp tục tồn tại. Cơ cấu sở hữu cơ bản phải thay đổi. Trung Quốc trước đây cho biết họ sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ hành động ép chủ sở hữu Trung Quốc thoái vốn khỏi TikTok. Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Việc bán hoặc thoái vốn của TikTok liên quan đến xuất khẩu công nghệ và các thủ tục cấp phép hành chính phải được thực hiện theo luật pháp và quy định của Trung Quốc. Trong 24 giờ qua trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, TikTok trở thành chủ đề thịnh hành nhất, thu hút 80 triệu lượt xem với hashtag TikTok bắt đầu chống trả. Nhiều người dùng đã lên tiếng ủng hộ ứng dụng và những nỗ lực của TikTok trong việc phản đối dự luật Hàng loạt người dùng đổi màn hình thông báo với nội dung kêu gọi nhau lên tiếng. Một số bình luận cáo buộc Mỹ là đạo đức giả. Một bài đăng có đến hàng trăm ngàn lượt share với nội dung Xã hội Mỹ hoàn toàn tự do và dân chủ và có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh ư, ừ, đó chỉ là một trò đùa. Tuần trước, tờ Global Times cáo buộc Mỹ công khai cướp bóc TikTok và nhấn mạnh rằng hình ảnh về tự do ngôn luận và pháp quyền ở Hoa Kỳ đang bị tàn phá và dự luật mới chỉ đơn giản là bằng chứng rõ ràng hơn cho điều này. Ở Pháp có một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, đó là Mont Saint-Michel, một hòn đảo nhỏ tọa lạc tại tỉnh Manche thuộc vùng Basse Normandy, cách thủ đô Paris chỉ 350 km. Điều độc đáo nhất của Mont Saint-Michel đó là trước đây nơi đây là một vùng đất liền. Qua thời gian, sự kỳ diệu của tạo hóa đã biến Mont Saint-Michel thành hòn đảo bé nhất nước Pháp ngày nay. Mời quý vị cùng Thế giới kỳ thú tinh sáng hôm nay, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hòn đảo này nhé! Mont Saint-Michel có diện tích khoảng 100 hecta. Vào năm 2019, dân số của hòn đảo là 29 người. Mont Saint-Michel nổi tiếng nhờ một tu viện tuyệt đẹp nằm ngay trên đảo, mang giá trị văn hóa, lịch sử và nét kiến trúc Gothic thời Trung Cổ. Năm 1979, Mont Saint-Michel được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hơn 60 tòa nhà trên đảo được công nhận là di tích lịch sử của Pháp. Mont Saint-Michel là một hòn đảo. Nhưng có những thời điểm nơi đây lại biến thành đất liền, cho phép du khách đi bộ quanh khu vực. Nếu may mắn, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng thủy triều dâng lên nhanh chóng, làm chìm ngập con đường nối với đất liền, cách ly hoàn toàn hòn đảo với thế giới còn lại. Vào ngày 12 tháng 3 vừa qua, du khách đã có trải nghiệm hết sức thú vị khi chứng kiến thủy triều đạt đỉnh cao nhất trong năm, nước dân ngập toàn bộ khu vực. Thật kỳ lạ khi thấy Mont Saint-Michel lại một lần nữa biến hình thành đảo. Tôi đến Mont Saint-Michel hàng năm và thường xuyên lái xe đến đây. Việc nhìn thấy Mont Saint-Michel bao quanh là biển nước luôn rất ấn tượng. Nó tạo ra một bầu không khí rất kỳ lạ. Mont Saint-Michel thu hút khoảng 3 triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Chuyển sang các tin tức trong nước. Liên quan đến việc xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, mới đây tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết sẽ đặt mục tiêu đưa công trình vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2025, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch ban đầu. Được biết công trình xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 3 hạng mục chính là nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cảng trước nhà ga. Hiện tiến độ triển khai công trình đang được chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo kế hoạch. Trong đó, gói thầu quan trọng nhất là xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga đã đạt hơn 80% tổng khối lượng. Việc nhà ga hoàn thành vượt tiến độ là nỗ lực của chủ đầu tư nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Khi nhà ga T3 và công trình giao thông xung quanh sân bay được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, sẽ góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông cả trên trời và dưới đất tại điểm nóng tân sơn nhất. Thông tin về vụ việc nữ sinh lớp 12 thiệt mạng do tài xế vi phạm nồng độ cồn gây ra. Mới đây, Cơ quan Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp người tài xế để điều tra vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lái xe Vũ Tiến Cảnh, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La. Trước đó, ngày 9 tháng 3, Vũ Tiến Cảnh điều khiển xe ô tô bản kiểm soát 26A10224 lưu thông theo hướng từ huyện Quỳnh Nhai đi huyện Thuận Châu. Khi đến địa phận bản Chả Lóng, xã Chiền Bằng, huyện Quỳnh Nhai, xe của Cảnh đã va chạm với xe máy bản kiểm soát 26AA19381 do nữ sinh điều khiển theo hướng ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến em H bị thương nặng, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế vi phạm ở mức cực cao, gấp hơn 3 lần kịch khung. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, người tài xế khai nhận trước đó đến nhà người quen ăn cơm và uống rượu. Sau khi ăn uống xong, cảnh điều khiển xe ô tô quay trở về nhà ở huyện Thuận Châu thì gây tai nạn. Liên quan đến vụ việc người đàn ông đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng mới đây đã có những tiết lộ bất ngờ về danh tính người này. Theo cơ quan chức năng, người đàn ông hùng hổ dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô khi xảy ra va chạm giao thông là một cán bộ công tác tại chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An. Thông tin từ cục trưởng cục hải quan Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của đơn vị về vụ việc, nhưng đến sáng 14 tháng 3 vẫn chưa nhận được thông báo từ cơ quan công an. Trước đó vào khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô điều khiến dư luận bức xúc là sau khi ngã xe người đi xe máy bất ngờ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe được biết tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội sự việc đang được cơ quan công an xác minh làm rõ Chiều 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu, nhưng đã được hỗ trợ cứu hộ kịp thời. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13 tháng 3, người dân đi làm rẫy tại xã Bình Thuận nghe tiếng động lạ phát ra từ một chiếc giếng sâu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện bên dưới có người nên vội hô hoáng. Thời điểm này, một số quân nhân nắm được thông tin nên chạy tới cùng người dân ứng cứu. Sau đó, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn và được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo thông tin từ người thân, người phụ nữ 52 tuổi trú xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, đã rời nhà vào đêm ngày 10 tháng 3. Được biết, người phụ nữ có vấn đề về tâm lý, nên khi bà rời nhà đi không về, gia đình đã đăng tải lên mạng xã hội để tìm kiếm, nhưng không có kết quả, cho đến khi nhận được tin phát hiện bà rơi xuống giếng. Nhiều ngày qua, tại trung tâm thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, bất ngờ xuất hiện hàng ngàn con chim lạ. Chúng kéo về trú ngụ dày đặc trên các cành cây dây điện, khiến nhiều người tò mò. Theo người dân cho biết, hơn một tuần nay, cứ khoảng 17 đến 19 giờ hàng ngày là đàn chim lại bay về rập trời. Chúng thường tập trung đậu trên các cành cây, dây điện, ghế đá quanh công viên Nguyễn Trung Trực. Tuy nhiên, số lượng chim về mỗi lúc một đông và thải phân gây mùi hôi, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt cũng như hoạt động buôn bán của người dân địa phương. Nhiều người nhận xét, đàn chim này rất dạng, không sợ đèn cũng không sợ người. Liên quan đến vụ việc, Ban Quản lý và Đầu tư xây dựng thành phố Rạch Giá cho biết đã tăng cường bố trí nhiều nhân viên dọn dẹp vệ sinh xung quanh công viên. Đồng thời báo lại Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá để có giải pháp di dời đàn chim phù hợp, đảm bảo ổn định cuộc sống người dân. Tiếp tục chương trình cùng chuyển động sáng nay. Thưa quý vị, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đối diện với tình trạng hạn mặn, thiếu nước ngọt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng này, lãnh đạo một số địa phương đã gợi ý các giải pháp. Đó là gì? mời quý vị theo dõi nội dung sau đây. Từ tháng 6 năm 2023, hiện tượng El Nino đã được dự báo tác động tiêu cực tới khí hậu các tỉnh miền Tây trong mùa khô này. Tình trạng này có khả năng kéo dài đến tháng 5, tháng 6 tới đây. Hiện bến đảo Cà Mau đã cạn kiệt nước, kéo theo tình trạng sụt lún đất, đê điều, đường xá. Chuyên gia sinh thái, thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nhìn nhận, chắc chắn tình trạng khô hạn xâm nhập mạng các địa phương ven biển miền Tây sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, chỉ kém một hồ lịch sử xảy ra vào năm 2016-2020. Trước tình trạng này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre kiến nghị giải pháp khơi dòng nước từ sông Đồng Nai về đến các tỉnh miền Tây. Lý giải về việc chọn sông Đồng Nai, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, Thực tế hiện nay, nguồn nước sông Mekong ngày càng cạn kiệt và phụ thuộc vào các nước phía thượng nguồn. Trong khi đó, nguồn nước từ hồ Dâu Tiến, sông Sài Gòn và sông Đồng Nai rất dồi dào. Cao độ của hệ thống sông này cao hơn rất nhiều so với tỉnh Bến Tre và nhiều khu vực tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nên việc khơi dòng hoặc lắp đặt hệ thống ống dẫn nước về khu vực miền Tây rất thuận lợi. Nước có thể chảy về một cách tự nhiên. Tuy nhiên, vị này cũng nhấn mạnh nếu được thông qua thì đây là một dự án lớn đi qua nhiều tỉnh thành và chắc chắn sẽ tác động đến môi trường xung quanh. Do đó cần có sự vào cuộc của các nhà khoa học, các bộ ngành trung ương. Đến với chuyên mục chuyện tốt hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Vương Kim Long, là người phụ nữ đã lập ra ba quán chay không đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn suốt nhiều năm qua chị và gia đình nhỏ của mình làm công việc này bằng cả cái tâm tình của mình Chi nhánh đầu tiên cũng chính là nhà của chị nằm tại quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Vì không gian nhỏ nên chủ yếu chị phát mang đi, quán sẽ mở cửa các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Món ăn cũng được thay đổi linh động, mỗi ngày phục vụ trung bình 60 suất ăn. Sau một thời gian dài hoạt động, chị Long đã quyết định mở thêm hai chi nhánh đặt tại quận 10 và quận Tân Phú. Hai quán này sẽ phục vụ ăn tại chỗ. Ngon quá món nào tôi cũng thích chị quan dễ thiền lắm chị quan dễ thiền lắm không có chuyện ngồi lâu nó hay cười lắm người ta tới đây là là phục vụ là làm hoàng á hồi xưa là mình ăn cơm từ thiện tại vì chị nuôi mẹ chồng bị ung thư đó em và mình nước ao sau này khi có điều kiện thì mình sẽ làm lại để mình coi như mình đáp lại trả lại những cái ân tình đó à, tùy tâm có nghĩa là gì nè có nghĩa là cô chú đến ví dụ người khó khăn thì có giá là hai ngàn rồi còn ví dụ những người có điều kiện người ta muốn trả theo ý của mình thì người ta trả đó nghĩa là mình để người ta không có cảm thấy là đến đây là phải trả với giá 2 ngàn có nghĩa là tùy ý bạn bạn ăn bạn cảm nhận à, cái tô bún đó cái dĩa cơm đó bạn thích là 5 ngàn 10 ngàn thì cái đó là theo ý của bạn Chị Long chia sẻ, có những hôm phải chạy việc giữa ba quán gần như kiệt sức Hay số tiền khách trả cũng chỉ đủ để chị trang trải một phần chi phí điện nước Nhưng chị hết mực trân trọng, bởi chị luôn tâm niệm rằng Tôi mang ơn cuộc đời nên muốn sẽ chia thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại